Đây, mẹ con mình đã vặt được từng này rau mà. Một nồi Wow. rau này ăn mì bao giờ cho hết. Ở đây có rau mùng tơi này, rau ngót Nhật này, rau tía tô này. Đấy. Đây là rau dền đỏ này. Rau lá chua. Lá chua đâu nhỉ? Rau lá chua này. Rồi rau dấp cá này, rất là thơm. Rau này là rau gì? Rau có hành Ấn Độ nữa cơ. Còn rau xiến chi rồi rau húng. Nhiều loại rau ấy. Ừ, chết luôn cả zombie nữa mà. Rau dền. Đấy. Nhiều loại rau lắm, không nhớ được là rau gì. Nhiều lắm, tí nữa nước sôi thả vào. Thả mì, thả rau. Rau nó ngót đi, ăn. Đấy, mẹ con mình thứ bảy là một nồi rau này. Tự trồng, tự hái, tự ăn. Tự nấu cái chỗ rau này mua ngoài chợ 30-40 nghìn. Mà nó không được nhiều. Nó không được nhiều loại như thế này đâu. Còn lâu nó mới bán rau ngót Nhật cho mình ăn. Các bạn ạ. Đấy. Ui, nhiều lắm. À còn có cả lá lốt nữa cơ. Rau khoai lang nữa. Quên chưa nói. Lá lốt, rau khoai lang. Ui nhiều lắm. Chả biết là rau gì. Không nhớ được cái nhiều loại quá. À còn có cả rau dền Nhật nữa cơ. Ngót Nhật, rau dền Nhật, tía tô, tía tô, rau ngót Nhật là nhiều nhất. Quá rau, nước sôi là thả vào nồi nấu luôn, nước sôi, ừ. Này Mẹ không? chơi zombie với Có, con đang đâu zombie của con đâu? Đâu thằng zombie đâu? Thế đây là thằng nào? đội trưởng Mỹ. Đây đây đây. Còn đây là cây bắn đạn. Ừ. Thế còn đâu đây là cái này? Đây là hoa. À hoa. Để đây con chơi cho mẹ xem nó bắn nào. Đâu đạn đâu? Rồi mẹ. Thế zombie chết rồi đúng không? Không ăn được hoa. Nó xuống chảy nước mũi. Đây này. Đây là cái Bắn được rồi mẹ. hộp bút của nó đấy. Bên trong có bút này, có hộp bút chì. Sách của nó. Bàn học. Có. Con ra kia con ngồi đi. Mẹ chơi với. Ngồi ra kia. Chơi zombie. Có để mẹ cho rau vào nồi. Đợi mẹ tí. Đấy, để mẹ đang làm zombie. Đừng có lột mặt nạ của mẹ ra. Con phải bắn mẹ chứ. Lột mặt nạ mẹ ra. À là zombie đi ăn cắt hoa đây, đừng có đội mặt nạ của mẹ ra, con đứng ra kia đi, đội mặt nạ bầu trường Mỹ vào. Đây, rau của mình luộc lên nó nhiều như thế, luộc lên chỉ có thế này thôi, ít chưa, rất là ít thôi. Mì tôm hai gói và tương ớt là cho cái gì nhật nước tương à,
À, cho mắm này, đợi nước sôi cho vào đấy. Đấy mẹ đang đóng giận mấy con ngò con đội mặt nạ mùi trường nghĩ vào. Ôi dồi ôi, nó bắn đạn như kia, ta lấy bộ hoa cho vào nồi ăn bây giờ. Đang đóng vai đội trưởng Mỹ đấy thôi thôi. Các bạn đó, đeo vào đi. Đây, đây là cây cây hoa đang bắn đạn zombie này. Ôi dồi ôi, bắn đạn zombie sợ quá, sợ quá. Sợ đội trưởng Mỹ quá. Đây đội trưởng Mỹ nữa nào. Ôi cái đội trưởng Mỹ này mới đáng sợ chứ. Đợi ta một tí nhá, để ta đi nấu mì đã. Ta là zombie đấy. Kia là đội trưởng Mỹ đang bảo vệ hoa. Ăn cắp hoa. Đây 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 là hoa nhé, hoa zombie. Kia là đội trưởng Mỹ nha, đóng vai cây. Cây này phun đạn ra ra đây đi, phun đạn ra đây đi. Đeo 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 lại. Phải đội trưởng Mỹ cũng phải bật lên chứ. Bật đạn lên. Không cây không phun đạn sao mà zombie chết được. Vào cái con này nữa. Đấy. Đâu 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 đâu. Nó xả cái con này nó xả. Đấy, nó phải xả như thế này mới được. Tất cả cũng phải bắn đạn luôn chứ. Đâu mắt con đâu rồi, con nhìn lên đâu. Đó. Nhìn vào zombie này. Gạt sao chứ. Các đội trưởng Mỹ bắn đạn á. Gậy nữa. Gậy làm gậy phát sáng. Đấy, gậy phát sáng đấy chưa? Bắn đạn. Bùm 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 đấy. Thế là zombie nó mới chết. Ôi trời ơi, sợ quá, ta chết rồi, ta chết rồi. Gãy cổ chết. Ôi, ta chết rồi. Đấy. Hano, đội trưởng Mỹ giỏi quá, cây giỏi quá. Đây, đây là zombie bị gãy cổ chết rồi nhá. Chết rồi. Đây là ta. Ta là hacker đây. Ta sẽ đến ăn trộm pha. Thay cho zombie. Ta là hacker đây. Các bạn đợi nhá, ta sẽ ăn trộm hoa của cái thằng cây bảo vệ hoa nhá. Đây, thằng cây bảo vệ hoa đây. Ta phải ăn trộm hoa. Bắn đi, bắn đạn đi con. Đạn cây đâu, đạn 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 tôi cũng không đâu. Đập đập xuống đất rồi nó mới phát sáng. Đập cái này xuống đất này. Đập cái này xuống đất. Đập cái này đấy 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 đạn phát sáng. Ôi sợ quá. Sợ quá sợ quá. Không thích đáng đẹp quá. Ôi dồi ôi, ôi ta không ăn trộm được hoa, ta sắp chết rồi. Sợ quá, sợ quá.
nhiều đội trưởng nghĩ nhiều cây hoa quá, sợ quá làm sao ta ăn trộm được hoa. Ôi bông hoa đẹp thì ta không ăn trộm được, ta sắp chết rồi. Đây các bạn, hacker cũng chết luôn này, hacker chết này, zombie chết này. Hoa đội trưởng Mỹ hoan hô đi. Hoan hô, chiến thắng rồi. Nói đi. Chiến thắng rồi. Yeah 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 yeah. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Tắt kia kia nữa, tắt đạn đi. Rồi. Trong lúc chờ đợi mì, mẹ con mình đã có một màn đấu zombie khá là gây cấn. Đưa mẹ đây. Đây. Ta là zombie người nhện đây. Ta sẽ đến ăn trộm hoa của thằng cây su su. Cây đội trưởng Mỹ và cây đội trưởng su su nào. Đi. Đội trưởng này phải đứng dậy. Cũng bảo vệ không có đạn thì cũng phải đứng. Đấy. Đội trưởng này là nó lắc mãi mới lên điện. Đây là con gì nhỉ? Đây là con Hugi của Su Su. Đấy, bắn zombie người nhện đi. Nó đi ăn trộm hoa đấy, đây hoa đây. Hoa đấy. Ôi sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Ôi sợ quá. Nhiều thế kia làm sao mà ăn trộm hoa đấy ạ. Ôi trời, bà con ơi sợ quá, phải chạy thôi. Phải chạy ngay thôi. Thơm thằng chu chu mà. Nó không biết là mình thơm lắm đấy. Thôi mình đi về đây, mình không ăn trộm nữa đâu. Bye bye các bạn nha. Con nó chạy rồi con ơi. Nó ngất rồi, nó chạy rồi. Ba đội đều chiến thắng rồi mẹ. Trời ơi. Bây giờ con đói thì ăn mì được chưa? Rồi. Hôm qua con đi giải cứu thế giới, con đi đánh zombie với khát cô, với lại đánh zombie của mẹ nữa. Là con đói nên là con phải về ăn tạm mì đã. Đúng rồi. Mì chín rồi đấy. Cái này ra nóng lắm đấy con. Mẹ có tương ớt cay á. Tương ớt nào cay? Tương ớt mẹ. Không có tương ớt. Sao vừa nãy mẹ lại cho tương ớt vào để cay? Đâu mẹ có cho đâu. Ôi dồi ôi. Để nó này. Để nó lên này. Nhìn thấy mùi cay á. Không cay. Ngon lắm. Bây giờ cho rau vào trộn lên. Đừng bỏng đấy con ơi, nóng lắm. Để mẹ trộn lên nó mới ngon chứ. Rau này ai trồng? Mẹ hay Ngân quá. Mẹ Ngân trồng. Không, tại vì con không cho mẹ trộn lên nó mới thế đó. Phải trộn lên, đều lên nó mới ngon được. Như sao nó chua thì sao? Nó chua thì nó càng ngon chứ, giống như là ăn canh chua đấy. Nó ăn nó ngon lắm. Mì này có thêm rau ăn nó mới ngon, mới đẳng cấp. Con mời các bạn ăn mì đi. Mời các bạn ăn mì.